Hello anh em nha. Đó, mình quay trở lại với chiếc xe này nha anh em. Đó, xe này mới giá bánh sau xong nha anh em. Giá ép ở trong. Dưới thay nhớt nha anh em. Xe này lâu quá thì không có thay lọc nhớt nha anh em. Mình tư vấn em trai này là mới thay nha. Lâu quá là không có biết tới cái lọc nhớt luôn nha anh em. Đó, thay lọc nhớt mới nha anh em. Đó, thì mình sẽ tư vấn cho anh em luôn về cái việc mà thay nhớt. Đó, xe này sẽ thay cho Motul nha anh em. Thì bao nhiêu ngàn cây á thì anh em thay nhớt, thì anh em á là cứ định kỳ cho mình á những cái dòng này xài cái lọc nhớt giống như gì, thì có 135 này kia hoặc 150 á, thì anh em á là xài á là thay, cứ thay ba chai nhớt này thì anh em thay cái lọc nhớt này cho mình ha, là cách an toàn nhất nha. Chứ nếu mà canh theo cây số á thì anh em nhiều khi á mình đi làm này kia không có không canh phải không, thì anh em cứ mỗi lần mà thay nhớt á thì anh em ghi lại này kia, còn mấy thì đợi là ba chai nha, cứ thay định kỳ ba chai nhớt này á thì anh em sẽ thay cho mình một cái lọc nhớt để cho nó an toàn ha. Đó, chứ anh em đừng có để lâu quá này kia, khi nó đóng bụi này kia rồi ba vớ này kia nó nghẹt hoặc là nó mục nghe anh em. Nếu mà xài lâu quá là mục á, trường hợp đó là có thì không có, dưới cái thứ hai là nó chai, cái này là nhớt nó sẽ qua không đều nghe anh em. Nên là anh em nên thay lọc nhớt sau ba chai nhớt, cứ thay ba chai nhớt máy đó là thay cho mình một cái lọc nhớt này cho nó ok ha. Đó, còn nếu anh em cây cây số á, canh cây số á, thì cứ 6.000 7.000 gì đó, 7.000 cây hoặc là 6.000 cây thì anh em cứ thay một cái lọc nhớt này để cho an toàn ha. Đó, em trai này là thay nhớt, mình đã hỏi là có thay lọc nhớt chưa, em trai này là em có không biết nữa, xe chạy lâu cứ thay nhớt hoài chạy. Đó, cái lọc nhớt này nó chai dữ lắm nghe anh em. Đó, rồi cứ 6.000 cây hoặc là ba chai nhớt là anh em thay cái lọc nhớt nha, để cho chiếc xe của chúng ta nhớt này kia nó trơn tru, nó mực mà nghe anh em. Để em khi nó đóng ba cái cặn bã ở trong đây rồi còn không mấy là nó chai nè anh em thấy không, còn mấy là mục. Nhiều chiếc xe là mình gã ra là cái lọc nhớt này nó bị mục luôn nghe anh em, nó gã ra từng miếng luôn á anh em, mà nó đen xì lì luôn nha. Đen xì lì có nghĩa là tại vì chủ xe xài nhớt không có thay nhớt thường xuyên định kỳ á anh em, nó mới đen đó. Khi mình mở ra là nó bị gã ra từng miếng luôn đó, tư vấn cho anh trai như vậy. Rồi giờ bắt này kia vô lấy nhớt ra ấy vô cưng, nhúng cái lọc gì cái lọc này nè vô ở trong nhớt mới với mình á, hồi lấy nhớt ra chế cái rồi dặn ốc nhớt ở dưới xuống đi đó, để cho nó hồi nó dặn ốc nhớt này kia ra rồi lấy cho nhớt ra châm cho anh em xem. Rồi giờ là đổ nhớt vô nghe anh em. Thì đối với cái dòng 150 này á thì ở trên cái lốc nó ghi là 950ml nghe anh em, nhưng mà anh em cứ châm lít nhớt cho mình ha, không sao nha. Đó, nhiều khi anh em tâm lý quá thì mình chia sẻ cho anh em luôn, thì anh em cứ châm lít là bình thường nha, không có nóng máy này kia thì anh em cứ yên tâm đó, chứ nhiều khi tâm lý quá không được nha, anh em cứ châm lít đi. Đó, Motul nha, 3.100 nha anh em. Thì nhớt này á thì bên tiệm mình á nhiều anh em trải nghiệm nhiều, thì nhiều chiếc xe á là mình làm máy á, anh em sau khi sau 1.000 cây số thì anh em lại đây thay nhớt lần nữa thì xả ra là mới nha anh em, nhớt là thấy còn mới chát luôn. Đó, chưa có cái dấu hiệu là nó đen này kia ha. Đó, thì nhiều anh em đốc suối mình quá mình mới lấy về nghe anh em, tại vì nhiều khi làm máy á, anh em xài Motul không à, lại các anh gắt lấy Motul về bán, có Motul không gắt đó, thì giờ đáp ứng theo nhu cầu của anh em luôn. Rồi ok anh em cứ thay lọc nhớt là cứ sau thay ba chai nhớt là cứ thay một cái lọc nhớt cho mình, còn mới là sau 6-7.000 cây nghe anh em. Nó chia sẻ cho anh em biết xài, để không thôi là chiếc xe của chúng ta để gì nó nóng máy này kia nó nhiều tác dụng phụ hư xe này kia mất công nghe anh em, cái lọc nhớt không có nhiều tiền chân. Rồi ok anh em, tạm biệt anh em nha.